doanh nghiệp nào là doanh nghiệp thành công thì tối thiểu một trong các người chủ cũng phải biết marketing, mình phải biết bán hàng đấy đã. Chứ bây giờ mình có sản phẩm tốt nhưng mình cũng không biết bán hàng thì thực sự nó cũng khó đấy ạ. Sản phẩm của mình thì sẽ lên fanpage là phù hợp, hay là lên Insta sẽ phù hợp, hay là lên TikTok thì phù hợp, tối thiểu là phải như thế đã. Chứ nếu không biết mọi người sẽ gặp một cái bạn và bạn ấy sẽ xây hết tất cả các kênh. Mình không cần thiết những chuyện đó. Mình phải hiểu khách hàng ở đâu là mình ở đó. Em hay nói vui là như vậy ạ. Khách hàng ở đâu mình ở đấy. Ngày xưa mình thực sự rất không thích TikTok, nhưng bây giờ khách hàng của mình trên TikTok thì mình phải lên TikTok thôi, chứ không thể nào là mình cứ cố chấp bảo thủ. Còn tiếp nữa là đối với việc cây nhà lá vườn nữa, trong lúc mà mình đi học, mọi người hãy quan sát xem là ai trong cái lớp học của mình ấy, có thể là phù hợp với màu sắc của mình. Nhân viên từ đấy mà ra, hay là người đồng hành cũng từ đấy mà ra. Bởi vì đã đi học đến marketing rồi, tức là những người cũng phải biết về marketing, cũng thích về marketing đã. Bản thân em cũng không học một trường lớp marketing nào gọi là đại học marketing, mà mình cứ học trong quá trình là mình đi học các lớp học, rồi mình quen biết người nọ, quen biết người kia. Ví dụ em đi học lớp về content marketing chỉ riêng cho F&B thôi. Mình đi học những cái lớp mà nó tập trung chuyên sâu ấy về cái ngành của mình, hay là sẽ có những cái lớp marketing chuyên về cho spa chẳng hạn. Thế là mình đi học những cái tư duy này, mình đi học kiến thức chung này, xong sau đó thì mình đi học cái ngách của mình và học trong lúc đấy. Trong khi mà em đi học cái lớp content F&B thì em lại gặp một cái bạn là làm Instagram về F&B rất là đẹp. Em mới mời bạn ấy làm outsource luôn, kiểu part time, đến quay chụp tuần lần trả lương như thế, thì bạn ok luôn. Nguồn nó ra từ đấy mọi người, chứ không, nói chung là đi học thì một đồng bỏ ra vậy kiếm lại hết tất cả, từ kiến thức cho đến là contact, rồi các cho giáo viên khỏi lãi luôn. Chào Hoa Thay, vâng, cho phần chia sẻ rất hay.